Vâng, quý vị có thấy được con chim này chúng tôi được đục chạm thì là như thật luôn. Cái chim này được chạm khắc như thật luôn và là nổi hẳn lên luôn, cực kỳ là chi tiết. Kể cả những sợi lông chim này là đều được làm tỉ mỉ như thật hết này, quý vị thấy này. Rất là nhiều công của những người thợ tay nghề cực kỳ là đẳng cấp, có thể mới có thể chạm được những chú chim như này y như thật luôn. Đây chú bên này, hai chú chim đang ngoái đầu nhau, quý vị. Từng chi tiết lông chim này cũng như là cái mỏ chim này rất là sắc nét này, chúng tôi làm tỉ mỉ đến từng chi tiết luôn, tỉ mỉ đến từng chi tiết luôn. Đây những cánh hoa này, cánh hoa được gọt này mỏng tanh, cánh hoa được gọt mỏng tanh. Những bộ sạp như này thì những người thợ chúng tôi có khi là phải gọt cả một ngày mới được những bông hoa như này, rất là mỏng, cái nụ tròn xoe hết. Bộ sạp siêu VIP được làm tỉ mỉ đến từng chi tiết. Đây bên này là những chú sóc này cũng được nổi hẳn lên quý vị nhé, rất là nhỏ thôi nhưng mà được làm nổi hết lên như một chú sóc thật luôn, chi tiết này. Kể cả những cái móng chân này luôn, móng chân này siêu nhỏ này cũng được tỉa tót. Quay chi tiết chiếc dạ thập để giới thiệu đến quý vị khách hàng. Kênh bong bồng bềnh. Đấy, hai chú chim này đang những cái đường triện này, thế là được gọt tròn tóng hết, tôi được gọt tròn hết, cạo nạo và tròn xoe hết quý vị nhá. Đấy, hai con sóc này, hai con sóc này đang tìm tứ đang tranh nhau chiếc chùm nho đây. Con sóc này được chạm nổi lên và chúng tôi được tách kỹ từng sợi lông luôn, từng cái móng chân, những sợi lông luôn. Tiếp theo đây là phần chân sập, chân này là chân tùng lọc, trên này là có rơi ngậm đồng tiền. Đây là con rơi cộng lộc. Cái chân này rất là đẹp nha quý vị nha, gỗ một vết này luôn. Bộ này là hàng cực kỳ là VIP luôn. Nó mọi thứ đều đẹp của nó. Đó, còn đây là bây giờ tổng thể của chiếc khung sập đây. Tổng thể của chiếc dạ sập đây. Đây là chính giữa trung tâm. Đây là tổng thể. Bộ này là đục rất là kỹ. Kỹ để những cái hoa này quý vị thấy chúng tôi làm kênh hết lên này. Đấy, tôi có thể luồn tay được đây này. Luồn tay được luôn. Những cái phần như này được vọng rất là sâu. Đó, mọi người có nhu cầu có thể liên hệ với xưởng ở đầu gỗ Tùng 8 theo số điện thoại trên màn hình 0987 510 86, tại Văn Khúc Cẩm Khê Phú Thọ nhé. Tôi giới thiệu bộ quây sập khi là đặc sắc. Đây là những người thợ đục có tay nghề rất là cao. Tay nghề cao, nhiều năm kinh nghiệm, cực kỳ là khéo léo, có thể gọt rũa được những dạ sạp như này. Từ những cánh hoa đến nụ hoa, rồi thì những cái đường triện này nó đều ăn khớp với nhau hết. Tất cả tạo nên một cái khuôi sập đẹp hoàn hảo luôn. Bộ gỗ này cũng là đều màu hết. Quá tuyệt vời cho một
đây gọi là một tác phẩm chứ không phải là một sản phẩm nữa. Đẹp nhất, tôi rất thích hai chú chim ở giữa này, quá tuyệt vời. Tôi sẽ quay nhiều hơn cho quý vị xem. Đấy, con chim này đang cắp mồi quý vị này, con chim đang cắp mồi này. Đó. Mắt này, mắt chim này, đây thì lông chim này. Khi nhìn trong video thì nó ánh sáng nó hơi không được chuẩn lắm, thì quý vị nhìn bên ngoài nó còn đẹp hơn rất là nhiều, như chú chim thật luôn. Trong video thì nó bị lóe sáng một chút, quý vị có thể xem đến trực tiếp cơ sở của chúng tôi ấy, để xem thì sẽ thấy được cái độ bồng bềnh cũng như là độ đẹp của cái sản phẩm này, tôi gọi là một tác phẩm như vậy. Đây là tổng thể phần trước nhé, do chúng tôi đang xưởng nó khá là chặt nên là tôi không thể lắp vào chiếc sập, tôi chỉ giới thiệu riêng bộ khuây trước thôi, bộ dạ và hai chân này trước đấy, để quý vị có thể hình dung được. Và những về tổng thể thì chiếc sập thì tôi cũng quay khá nhiều trong những clip khác rồi. Xin chào mọi người nhé.